Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của mình thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa nha quý vị. Hôm nay B sẽ test một bản nhạc Tây Boreloa đến từ hãng Tannoy với model là Revolution R2 nha. Cặp loa này hôm bữa thì B cũng có test một bản nhạc trữ tình rồi, thì hôm nay B sẽ test nhạc Tây. Tem lưới còn đầy đủ nha quý vị. Đây, lưới thì nói chung là liền lạc, không có bị rách gì. Còn tem thì nó nằm ở trên thùng rồi. Tem của Tannoy rất là sang trọng, màu đồng rất là sang trọng quý vị ạ. Và đôi Tannoy Revolution R2 nó có chiều cao là 90. Bạn ta để biết đo lại xem coi. Chiều cao là 92 nha. Chiều ngang của nó là, chiều rộng của nó là 18 nè. Chiều sâu là 24, chiều ngang là 17 nha quý vị. Nó có hai loa bass 13 và một loa trap, nó không khác gì cái dòng mà Revolution R3 B đã từng bán. Nếu như ai thường xuyên theo dõi kênh của B. Đây, phía sau đây nè. Thùng của nó thì không có chỗ che rồi. Lỗ thông hơi nằm phía sau nha. Nó được sản xuất tại Hungary. Và ai có âm ly bi quay thì quý vị ghép được với đôi loa này luôn. Thì nó có 4 trạm cắn loa như quý vị nhìn thấy, thì quý vị có thể chơi được bi quay. Nó có độ nhạy là 89 dB, triệu kháng của nó là 8 ohm và công suất tối đa của nó là 150W trên một loa như vậy. Và tất cả là thùng gỗ lạng hết nha quý vị. Thùng gỗ lạng hết và nó nặng 13kg trên một thùng. Và mức giá bên B đang bán là 7.800.000 cho đôi loa Tannoy với model là Revolution R2. Quý vị nhớ nha, ai thích ai được trước dạng Tannoy bên B dòng loa cột mà với mức giá vừa phải dễ chơi, thì lâu lâu được đài quý vị được một cặp, thì quý vị nhớ liên hệ với B sớm. Quý vị muốn mua thì gọi điện trực tiếp nha. Gọi điện trực tiếp nha quý vị, để chúng ta mua được nhanh hơn. Chứ nhiều khi nhắn tin thì tin nhắn nó bị trôi nên quý vị dễ bị bỏ lỡ lắm. Bây giờ mình sẽ test một bản nhạc Tây đi để cho quý vị cùng nghe qua đôi loa này. Every night you go to bed crying. There's nothing left to do when love is dying. So before the whole world knows how it hurts, don't you think it's time we pull the curtain? So times I've talked you out of leaving, and so many times you tried to fight the feeling. I guess we tried and failed once too often. Now the suitcase down the hallway does the talking. That just about does it, don't it? That'll just about kill it, won't it? Maybe we should call. We could, but what's the use? That just about does it, don't it? It's sad to think that words could come between us, and what I said, God knows
I didn't mean it. It's time we realize this time it's over. It's tearing us apart to stay together. And that just about does it, don't it? That'll just about kill it, won't it? Maybe we should call a truce. We could, but what's the use? That just does it, darling. Maybe we should call the truce. We could pass the use. That just about does it, darling.